Hello đi, hello đi, hello đi. Are you? Mì gió, mì gió. Hello everyone, welcome back to my channel. Today, I'm going to show you guys one of the newest construction in Houston. As always, I'm going to speak in Vietnamese and put the English up on bottom. I apologize for it. Hello các bạn, hôm nay mình dẫn đi coi một cái các bạn coi căn nhà ở Houston, Texas. Cái nhà này mới vừa build năm ngoái, trị giá là 280-300 ngàn. Thường thì cái nhà này cỡ 7-8 năm trước á thì chỉ cỡ 150-200 là cao à. Nhưng nhà Texas bây giờ lên giá hay cao, nên mấy cái nhà mà build cỡ 1973-80 rồi đó, cũng giống như nhà này mà bán cỡ từ 150-250 ngàn là thường. Còn cỡ hồi đó 7-8 năm trước rồi, cái nhà này chỉ cỡ 70-80 ngàn thôi. Nếu mà build cỡ 573-75 rồi, và nhà đó quá cũ rồi, nhưng mà nhà Texas đang lên giá đó. Nên hôm nay mình đi coi căn nhà này mới build, nhưng mà cũng 280 ngàn, cũng ok, cũng mới, nên mình coi thử cái nhà này ra sao. Rồi sẵn mình quay cái video này mình coi cho các bạn ở tiểu bang khác hay là ở bên Việt Nam thì coi cái nhà ở bên nước ngoài bây giờ ra sao. Chứ tiểu bang khác bây giờ có nhiều tiểu bang muốn dọn qua Houston ở, nên sẵn đây coi giá nhà coi sao luôn ha các bạn. Rồi bây giờ chút xíu mình lái xe, chút xíu mình chạy tới đó mình sẽ quay cho các bạn coi. Rồi bắt đầu mình đi ha các bạn. Giờ mình tới trước cái căn nhà muốn coi nha các bạn. Ở đây là ở trước của căn nhà. Giờ mình vô trong. Mình để mình lên lầu mình coi cái mấy cái phòng, 3 phòng trên lầu.
với lại hai phòng tắm trước ha. Rồi chút xíu mình xuống lầu thì có một phòng tắm với lại một phòng. Chỗ này chắc chỗ đã dày. Đây là một phòng, phòng đầu tiên này. Cái phòng này thì cũng cũng không bự cũng không nhỏ. Phòng restroom này. Đây là bồn tắm nhỏ, bồn tắm nằm. Cái chỗ đây dày đây, cái này là phòng thứ hai. Chỗ này chỗ để quần áo. Đây là phòng thứ ba. Toàn là gỗ không các bạn. Trong phòng này thì nó có luôn để quần áo cho phòng nó phòng bự. Đây có cái restroom thứ hai nè. Cũng là bồn tắm nằm. Bây giờ mình trở ra lại, mình xuống lầu. Mình coi cái phòng ở dưới với lại cái restroom ở dưới. Đây là cánh cửa này. Bên phải cửa là có cái cửa sổ. Đây cái phòng nhỏ này, phòng nhỏ này mình có thể phòng làm game room hay là phòng gia đình cũng được, hay phòng người ở cũng được. Cái này là cái restroom này. Restroom ở dưới này có phòng tắm luôn. Thường thường ở dưới thường thường ta không có phòng tắm mà nhà này có luôn phòng tắm luôn cũng này. Đây là phòng ăn. Phòng khách. Trước xa mình ra xa mình coi cái giường ha. Cái giường này đắp trồng cây cũng được nhưng mà cũng hơi nhỏ, nhưng mà cái nhà thì nó bự. Họ để lại cái microwave, cái lò nướng với cái tủ lạnh luôn đều phi hết. Ở đây là tủ để mình đựng gia vị đồ ăn hay là dĩa chén. Thêm cái phòng bị hình vậy nữa. Cái này gara để đậu xe hay như này. Vậy là xong căn nhà rồi. Bây giờ mình quay lại cái ở phòng khách. Từ phòng khách với phòng ở dưới cho các bạn coi rõ hơn. Sorry các bạn nha, tại mình quay hơi lẹ. Tại có một gia đình khác á, họ đang đợi ở ngoài, họ định vô coi căn nhà này đó. Nhà này nhiều người coi lắm, tại nhà mới mà nó cũng giá 279 ngàn là giá bây giờ là vậy là thấy cũng ok. Nhưng mà nhà mà ai mà thích trồng cây á thì cái nhà đất này hơi hơi nhỏ, còn nhà mà ai mà thích trồng trồng cây để vui thì ok thì được, còn trồng cây mà trồng nhiều thì đất hơi ít. Vậy là cái nhà này mình đã quay xong căn nhà, toàn là gỗ với cái gạch không, không có thảm. Hello các bạn, sau khi coi căn nhà đó các bạn thấy sao? Thì xin lỗi hồi nãy mình quay hơi lẹ, lại buổi tối nên bắt đèn nó hơi không được sáng. Giống như hồi nãy mình nói cái nhà này là phải 1.900 square feet, là building square feet là cái căn nhà không là 1.900, còn đất luôn là 3.200, vừa vừa building vừa cái nhà với đội công đất là 3.200, là cỡ 1.300 square feet để mình trồng cây thôi. Nên căn nhà mà thích trồng cây thì cái nhà này trồng vui vui thì được chứ trồng nhiều thì không được. Còn ai không thích trồng cây thì chắc nhà này sẽ thích, tại được 4 phòng ngủ với lại 3 phòng tắm luôn, 3 phòng mà vừa tắm vừa restroom luôn. Một phòng tắm ở dưới, một phòng restroom ở dưới, còn 3 phòng, 2 phòng tắm ở trên với lại 3 phòng ở trên. Nên nhà này cũng gọi là 2.000 square feet là cũng vừa vừa. Nên các bạn nào mà muốn qua Houston chơi á thì cái nhà này cũng mình nghĩ là sẽ các bạn sẽ thích. Ok, mình chỉ quay sơ cái video về căn nhà này thôi. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Bye bye.